Không một cái xước luôn này. Anh ơi, anh có con series 2 này, anh định giá giúp em để em lên con series 6 với. Anh à, chào người anh em. Series 2 à? Ui. Nhà tôi 3 đời bán Apple Watch rồi. Nhưng mà nói thật với các ông là tôi chưa từng thấy con nào nó chắc như này. Ui, đít này. Có rửa tay, rửa chân gì hay là làm gì mà nấu ăn không? Em không. Dùng chân chuồng. Tiếp chóc này. Em tại vì em không dùng bao đấy. Không dùng bao à? Đi đâu thì dùng bao vào, mặt kính cũng xước này. Con này thì cũng nguyên zin đấy, thế định bán bao nhiêu? Anh trả em bao nhiêu? Ôi, con này chỉ được 700 thôi. Em 1 triệu đi. Thôi, 1 triệu không lấy đâu. Sức như này anh em nào TikTok cũng lấy mua 1 triệu thì vào mà lấy, chứ tôi chịu. Này, tôi. Đấy, xong rồi bán cho anh em TikTok ấy, xong rồi quay lại đây mà mua Apple Watch Series 6 nhá. Chứ 700 thì anh lấy còn không 1 triệu chịu. Này mà không lấy được